Nhưng khi chuyển hóa hết rồi thì cái trà phẩm nào tăng cường chuyển hóa đến dẫn đến là cơ thể mình gọi là nó phải giải phóng những cái năng lượng thừa trong cơ thể mình, thì năng lượng thừa nhiều nhất ở đâu? Ở những cái vùng mỡ, mỡ bụng, mỡ đùi gì đó chẳng hạn, thì đó là một cái cách mà làm trà xanh nó có thể làm giảm cân. Đó, cho nên tại sao những người có những người mà người ta cứ uống trà xanh ha, người nhà quê chẳng hạn, lúc nào ta uống lá trà tươi người ta đâu bị béo phì đâu bị mập gì đâu, mà người ta rất là săn chắc. Và trà xanh nó cũng có cái chất là chất gọi là chất 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 chế chất tan anh chất tan anh đó, chất tan anh đấy nó cũng làm săn xe cái niêm mạc. Ví dụ tan anh mà ví dụ như ở quê mình mà anh nhớ ở đó mình học ở trường ấy, mà những cái tan anh nó có tác dụng cầm tiêu chảy ra bởi làm săn xe cái niêm mạc ruột. Người nhà quê hay lấy cái đọt ổi đâm ra uống nè, cũng chữa những cái tiêu chảy chẳng hạn, thì cái tan anh nó làm săn xe cái niêm mạc lại, cho nên khi mình uống cái trà xanh nó làm da thì nó săn chắc lại hơn. Giờ trà xanh với tiểu đường nó có liên quan không? Liên quan. À, tại vì anh đọc dạo gần đây có nhiều bài người ta viết về cái trà xanh và tiểu đường. Em biết là nó có polyphenol, nó chống lão hóa tế bào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó làm giảm cân, mà nhờ cái cơ chế nó tăng cường chuyển hóa năng lượng. Đây là một cách. Em mình nghĩ là gián tiếp. Tiểu đường là nó gián tiếp. Nó chuyển hóa năng lượng á, thì nó bắt buộc nó phải đốt cháy những cái năng lượng thừa trong cơ thể. Đó. Do đó mình nó làm cái lượng đường trong máu giảm. Đầu tiên là nó phải đốt cái đường trong máu trước hết rồi á, nó mới lấy cái đấy mà. Cho nên uống trà xanh thường xuyên thì có thể là cái đường huyết nó tăng. Cái của mình nó kêu là Thea Green 97, có nghĩa là 97% một viên vậy đó, nó tương đương với 7 ly trà. Nhưng mà hoàn toàn nó không có cái caffeine nữa đâu, nó chiết xuất từ trà xanh. Nó sẽ không bỏ. Giống như những người mà nhạy cảm uống một tách đúng rồi, tách cà phê, tách trà vậy đó, không có, nó bị. Thì cái tyrin này nó loại bỏ được cái caffeine, nếu mà em bắt đầu mình thành phần đó, nó bỏ được cái caffeine đi, nên thành ra mình uống mình không bị khó ngủ, không bị mất ngủ. Và cái người, cái công ty New Skin này là anh Công, thì họ giống như anh biết là cái quy trình mà chất lượng 6S, họ được công nhận là quy trình chất lượng 6S. 6S ở trong đó có chữ S, là ví dụ như là trong cái nguồn, cái source, là cái nguồn nguyên liệu, thì họ luôn nghiên cứu là ví dụ cái thổ những vùng nào sẽ trồng để nó cho ra được các hoạt chất cao nhất. Giống như tại sao sầu riêng cái mơn mà ngon nhất vậy nè, sao sầu riêng ở vùng khác không ngon, thì chẳng hạn trà xanh thì nó tìm được cái vùng đất để trồng để cho được các hoạt chất polyphenol cao nhất để chiết xuất. Chẳng hạn trong cái sản phẩm của Pharmanex, nó có cái sản phẩm là Ginkgo Biloba, nó là bio Ginkgo anh, tức là hoạt chất Ginkgo Biloba, giống như là thị trường mình có sản phẩm của Pháp và Panacan anh đâu, chiết xuất lá bạch quả đó. Thì họ còn nghiên cứu đến cái mức là cái thác nào trồng cái vùng đất thổ nhưỡng nào, những tháng nào thu hoạch được cái lá bạch quả cho là cái chiết xuất được các hoạt chất Ginkgo Biloba tốt nhất, cao nhất, thì họ sẽ sử dụng đó. Cho nên trong cái quy trình chất lượng 6S họ được Mỹ công nhận, là trong đó họ có cái nguồn nguyên liệu rất là tốt, mà cái nguồn nguyên liệu rất là quan trọng. Ví dụ như giờ mình thuốc tây mình thành công một cái sản phẩm ra đời đi, mình bây giờ ví dụ như mình tham gia thầu bệnh viện, ngoài ra là sản xuất ở đâu người ta cũng còn xét tới cái nguồn gốc nguyên liệu nó từ nước nào, phải không anh? Đó, cái đó là điều quan trọng. Cho nên New Skin, New Pharmanex họ đạt được cái tiêu chuẩn đó, họ đạt được cái điều là cái nguồn nguyên liệu.